xem quẻ kinh dịch để biết tầm quan trọng cho tuần mới của tuần. Nếu như bạn nhìn thấy cái video này xem như quẻ bài phù hợp với năng lượng của bạn, hy vọng các bạn tiếp nhận quẻ bài một cách cởi mở và tích cực nhất, lựa chọn thông điệp phù hợp với mình ha. Và sau đây mình sẽ kết nối năng lượng cùng các bạn. Và chúng ta có quẻ số 44 là quẻ Go, sắp gặp một cái gì đó gặp gỡ sẽ được diễn ra trong tuần mới. Có một dấu hiệu tiềm ẩn trong tuần mới là một sự khởi xướng sáng tạo rất là nhiều. Và có một cái nguyên nhân sâu xa là sự trở lại của công việc, người cũ hay là những cái mối nhân duyên từ xưa của các bạn. Và tổng quan cho quẻ này có ý nghĩa là hy vọng nó giống như một cái bông hoa đó, buộc phải nở trong điều kiện không có ánh sáng. Nhưng mà các bạn có biết, cái phần lớn mà cái bóng tối không có ánh sáng đó do là bị ảnh hưởng cái ánh nắng của chính mình. Tức là do cái tôi của bạn đem lại những cái khó khăn và trở ngại cho chính mình. Và một sự chú ý cho hai năng lượng, đối với năng lượng nam thì các bạn đang bị kìm kẹp bởi những cái cảm giác mình muốn mình thành công, mình muốn đột phá bởi những giấc mơ của chính bạn. Đối với các bạn mang năng lượng nữ thì cho thấy là cái sức mạnh mà các bạn muốn hồi sinh như thế nào thì bạn buộc phải sống trong tổn thương và đau buồn do bị hiểu lầm, do bị ruồng bỏ. Và chính những cái thứ này, những cái nguyên nhân sâu xa nó trở lại khiến cho hiện tại của các bạn bị bao phủ bởi những hình ảnh là không thừa nhận bản thân của mình, không biết giá trị mình ở đâu. Khi mà các bạn thấy sự quay trở lại của những gì diễn ra hồi xưa giờ, bạn phải đánh giá lại tình huống một cách chủ quan nhất để bạn tìm ra một cách đường đi đúng nhất cho nó. Chứ mình không có chối bỏ, mình phải chạm trán dù có dẫn đến sự biến đổi nào của bóng tối hoặc đưa ra hiểu lầm, thì tất cả mọi chuyện cần phải đưa ra ánh sáng một cách thích hợp nhất trong tuần mới. Và ở đây các bạn có biết những cái cản trở cho các bạn là gì không? Đó chính là khi mà các bạn gặp tranh chấp với người khác. Thật sự cái điều khôn ngoan nhất là mình phải xem xét bản thân của mình. Có thể mình sẽ không bao giờ mình thấy được cái lỗi của bản thân và đừng bao giờ thấy lỗi bản thân luôn. Chúng ta phải nhìn bản thân của mình, tìm ra cái bài học trong cái việc mà chúng ta gặp phải. Tất cả mọi việc đều có liên quan tới mình hết các bạn. Nhưng mà mình phải thấy là nguyên nhân về phần mình là ở đâu. Từ đó chúng ta sẽ thấy những cái điều mà chúng ta tin vào bản thân của mình nó không có đúng nữa. Bởi vì cái sự thật nó sẽ khắc họa những điều trái ngược hết với những gì mà các bạn tin tưởng về bản thân mình. Và ở đây các bạn đang sống vào cái mặt tiêu cực của vấn đề. Ví dụ tình yêu nó có hai mặt, chính là sự yêu thương và sự ích kỷ. Ở đây các bạn sống trong sự ích kỷ khiến cho các bạn bị tổn thương mà thôi. Và nếu như các bạn đặt niềm tin vào công danh sự nghiệp thì chính cái nỗi sợ hãi của các bạn đang kiềm chế các bạn rất là nhiều. Nói chung cái tuần này là chúng ta phải nhìn lại mình rất là nhiều luôn, bởi vì các bạn phải nhìn lại quá khứ nè để mình tha thứ cho bản thân của mình và cho những người khác. Mình bước đi chậm rãi thôi, bởi vì cái việc bạn phải vượt qua nỗi sợ hãi và nỗi đau thì bạn mới có chuyển qua giai đoạn khác được. Khi mà các bạn xem xét là nội tâm của mình phải theo một cái hướng thực sự lành mạnh và tích cực, chứ còn không các bạn sống trong tiêu cực thì làm sao các bạn thay đổi được tình huống hiện tại. Điều quan trọng là cái tình huống hồi xưa, cái quá khứ thất bại hay không được yêu thương đã qua rồi. Mình thay đổi cái quan điểm mình về cái vấn đề đó đi. Mình thấy nó là cái bài học giúp cho mình lớn hơn, trưởng thành hơn, giúp cho mình không còn bị thất bại như xưa nữa, giúp cho mình tiến tới tình yêu mới được hạnh phúc và viên mãn hơn. Chứ còn bây giờ mình không tiến về phía trước để mình xem mình có hay học được gì hay không thì sao mình phát triển được. Còn không bạn cứ lùi hoài, chắc chắn cái phía sau lưng bạn, tức là cái vực thẳm bạn từng chôn vùi chính mình. Đây là cái thông điệp và năng lượng tuần mới mà các bạn cần phải chú ý. Sau đây mình sẽ xin thêm một cái thông điệp của vũ trụ về tâm trí cho các bạn cần phải vượt qua trong tuần này là gì. Và ở đây sẽ là một thông điệp rất là ngẫu nhiên. Và vũ trụ gửi cho các bạn thông điệp là các bạn phải chú ý đến tiềm thức của mình. Một thông điệp rất gần với quẻ bài mà mình vừa rút, rất ngẫu nhiên và thực sự rất phù hợp.
Bởi vì con người chúng ta thường tập trung vào cái phần nhận thức và có ý thức là mình suy nghĩ làm sao, logic làm sao, phải thực tế. Nhưng cuối cùng các bạn có biết cái việc ảnh hưởng đến suy nghĩ, cảm xúc và hành vi của bạn lại đến từ cái tiềm thức của chúng ta. Mà tiềm thức nó hoàn toàn đi trái ngược với những cái gì mà các bạn đang làm, ý thức của các bạn, mà các bạn sẽ không bao giờ các bạn có thể kiểm soát được nó. Mà cái tiềm thức này nó đến từ cái việc các bạn không có ý thức mình giải quyết những cái mâu thuẫn, những cái đau khổ mà bạn chịu đựng trong những ký ức hoặc là quá khứ hồi xưa. Những cái xung động đó, những cái năng lượng đó, bạn bị kìm nén, bạn lãng quên, bạn không giải quyết nó. Nó khiến cho cái tiềm thức của các bạn đóng một vai trò làm cho bạn thất bại, làm cho bạn bị tổn thương trong tình yêu cũng như trong công ăn việc làm. Thật ra nó quyết định cái việc bạn xử lý thông tin, xử lý cái hành vi của mình đối với mọi việc trong cuộc sống, từ tính cách, thói quen, cảm xúc, động lực, lời ăn tiếng nói đều do tiềm thức nó làm hết. Và thông điệp của vũ trụ mong là các bạn phải thấy được rằng niềm tin mà các bạn giả định và luôn luôn cho mình đúng thường nó không có bằng chứng, bởi vì nó được xây dựng trên cái nhận thức của các bạn qua cái cuộc sống hàng ngày và nó ảnh hưởng đến hành vi là lựa chọn của các bạn luôn. Chính cái niềm tin này nó mang cái tính hạn chế là ngăn cản các bạn phát huy hết tiềm năng và sống đích thực, hoặc là các bạn sống biết yêu thương với người ta nhiều hơn. Bởi vì cái niềm tin hạn chế là gì? Tức là những trải nghiệm trong quá khứ, bạn cứ nghĩ là mình không xứng đáng được hạnh phúc, mình nghèo hoài, mình khó giàu. Cái điều này nó tiêu cực quá. Tại sao mình không suy nghĩ tích cực, mình thay đổi nó? Khi bạn thay đổi cái nhận thức, tức là cái hình ảnh tâm trí các bạn phải thay đổi hoàn toàn, thì bức tranh bạn vẽ ra nó mới đẹp được. Còn nếu như bạn cứ vẽ bức tranh xấu hoài, thì đương nhiên bức tranh nó sẽ xấu. Đời các bạn diễn ra giống như là bạn đang vẽ một bức tranh vậy. Tại sao mình không vẽ cái đẹp, cái tốt, mà bạn lại vẽ cái xấu, cái tổn thương, cái đau buồn, cái thất bại? Đương nhiên cái bức tranh toàn cảnh các bạn sẽ rất là tệ. Bây giờ, nhiệm vụ chúng ta là vẽ lại bức tranh khác đẹp hơn. Và hàng ngày mình phải nói là bức tranh đó là của mình, tức là tiềm thức nó xác định tương lai của bạn là như vậy. Thì từ đó các bạn sẽ được hạnh phúc và đúng ý những gì bạn muốn. Mình tự vẽ ra con đường cho chính mình đi nha các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã xem cái bài này. Xin kết thúc và chúc các bạn một tuần mới thật sự an lành và hạnh phúc.